Thưa đại chúng, khi mình nói đến cuộc sống hàng ngày thì có một cái cách mà chúng ta cần thực tập, là chúng ta tập nhìn mọi việc sâu sắc để chúng ta có được một cái hiểu biết sâu sắc về cái việc đó trước khi chúng ta phản ứng, trước khi chúng ta lên tiếng, trước khi chúng ta phê bình, trước khi chúng ta đau khổ. Thì cái đó đó đạo Phật gọi là quán, như cái từ Quán Thế Âm. Chữ quán nghĩa là mình nhìn sâu vào tất cả mọi sự mọi việc. Khi mình nhìn một cái gì mà mình chưa có nhìn kỹ thì nhất định mình sẽ không nhìn, mình không hiểu, mình không có biết rõ cái bức tranh đó nó như thế nào. Mình đi ngang mình thấy nó đẹp thì mình sẽ dừng lại để mình nhìn cho thật kỹ. Thì dừng lại đó nghĩa là chúng ta định lại để chúng ta suy nghĩ, chúng ta quán chiếu một vấn đề. Mà nếu trong cuộc sống này chúng ta không có được cái đó đó thì chúng ta sẽ dễ dàng bị hớ khi chúng ta phản ứng một chuyện gì đó mà chúng ta chưa rõ đầu đuôi gốc tích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trước khi Ngài là Phật Thích Ca đó, Ngài là một thái tử mà vào rừng mà tu như lịch sử mình hiểu đó. Thì cái mà Ngài tu là Ngài tu cái gì? Ngài tu cái đó đó. Ngài tu cái quán chiếu đó đó, để Ngài thẩm thấu tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật. Và chừng đó gọi là giác ngộ. Tỉnh ra không còn mê nữa, thấy rõ tất cả mọi sự việc một cách rõ ràng thì là Phật, chứ không có gì hết. Phật không phải là thần thánh, Phật không phải là một đấng thiên liêng ban phước gì hết á, mà là một người tỉnh thức, một người sáng biết tất cả mọi sự việc, thế thôi. Vậy thì chúng ta quy y Phật nghĩa là chúng ta nương tựa một người tỉnh thức giác ngộ để làm gì? Để mình học cái cách thực tập giác ngộ như Ngài. Cho nên Ngài xác định tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ Ngài không có nói tôi là duy nhất, các vị chỉ mãi mãi làm đệ tử của tôi và không được làm gì, không được ngang hàng với tôi, không có. Thành thử ra việc gì nó đến đó, chúng ta phải quán. Mà quán xong rồi có thể mình chưa hết khổ, nhưng mà sẽ cho sẽ bớt khổ. Thí dụ nè, thế nào mình sẽ có một ngày này? Chúng ta sẽ biết được rằng bác sĩ sẽ báo cho mình biết mình đang mắc bệnh nan y. Sự thật, cái chuyện đó không sớm thì muộn thôi. Tại vì nếu mà mình không có được cái tin tức đó thì làm sao mình bệnh để mình chết được? Trừ khi nào mình bị hoạn tử, tức là tai nạn gì xảy ra mình chết. Còn đa phần là do bệnh. Thì khi mình nhận ra một cái tin là mình mắc một cái chứng bệnh, đau khổ lắm, buồn lắm. Tu cỡ nào tu, tu cỡ nào tu. Nhưng mà sự thật là khi mình nghe mình bệnh nan y cái là bắt đầu có một cái khoảnh khắc nào đó mình buồn, mình chùng. Nhưng mà nhờ cái tư duy, nhờ cái quán chiếu. Quán là sao? Có thân là phải có bệnh. Giống như mình lái, mình có một chiếc xe, mình có lái xe là phải có hư xe. Mình có một cái nhà mình ở, ở lâu ngày nhà nó phải cũ mục. Mình có bất cứ một cái gì, mình có cái gì nó có hiện tướng thì cái đó nó phải mòn theo năm tháng, thời gian, không có cái gì tồn tại. Đó là một sự thật. Mà nếu chúng ta hiểu được sự thật đó, có thể chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà ngay giây phút đó chúng ta giảm khổ, chúng ta bớt khổ và chúng ta biết chấp nhận. Có thân là phải có khổ. Ví dụ như mình ở một mình thì mình nó có cái lẻ loi của một mình, nó có cái buồn của một mình. Nhưng mình kiếm thêm mình nữa thì bắt đầu buồn nó tăng lên, nó bực. Tại sao trái tai tôi quá, trái mắt tôi quá, nó phải bực. Tại mình kêu muốn kiếm người thứ hai thì nó phải bực. Bất cứ cái gì mình có là nó phải có cái hệ lụy của cái đó, nó có cái rắc rối của cái đó. Ví dụ mình ở nhà mướn thì trả tiền theo nhà mướn, mà trả hoài không có cái nhà. Còn nhưng mà mình không có chịu trách nhiệm gì hết. Hư thì mình kêu người ta sửa. Nhưng mà hãy mua cái nhà rồi thì sau 30 năm nhà đó của mình. Tuy nhiên mình phải bỏ tiền ra mình tu sửa.
cái gì nó cũng phải có cái giá phải trả cả. Cái đó gọi là quán. Mà quán như vậy để làm chi? Để chúng ta thông hiểu được đời, chúng ta từ từ chúng ta giác ngộ. Đến một lúc nào đó tất cả sự việc nó đến, chúng ta bình an được với nó. Cái đó gọi là toàn giác. Còn bây giờ khổ chỗ nào, quán chỗ đó, giác từng phần gọi là phần giác. Giờ mình chưa bệnh cho nên không có quán thân, nhưng mà mất tiền, mất của thì quán cái đó. Hồi xưa mình qua đây mình cũng đâu có đồng nào đâu, sau mấy chục năm làm ăn để dành. Nhưng mà tại vì mình để dành, rồi thời buổi loạn lạc, rồi mình sơ hở thì người ta phải vô người ta rinh, thí dụ vậy đó. Thôi thì có của thì phải có mất. Nhưng mà thôi mình nghĩ như vậy đi, trên đời này mất tiền kiếm lại được, mất tình mất nghĩa kiếm không ra. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình đỡ khổ. Ví dụ như lỡ em mình nó gạt mình đi, mình tức lắm, nói em tôi mà nó gạt tôi, cái suy nghĩ là thôi kệ đi, đỡ hơn người dân gạt mình. Em mình nó gạt mình nhưng mà cũng là tiền của mình cho em, thay vì mình cho nó, thấy không? Nhưng mà thôi kệ đi, đỡ hơn người dân gạt mình. Ta ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng là nhà Phật có cái danh từ là quán chiếu. Chữ chiếu là soi, chữ quán là nhìn. Mà cuộc sống này mà chúng ta thiếu cái phần quán chiếu là chúng ta thiếu rất nhiều đó. Chúng ta đau khổ và chúng ta sống dày vò lắm. Còn nếu chúng ta có quán chiếu chúng ta đỡ lắm. Nói như vậy để Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện của thời Phật. Thì có cái thầy tỳ kheo này thầy tu quán, nhưng mà quán không thành, quán không xong. Thì thầy quán về vô thường, rồi quán không xong, cái trên đường đi về thăm Phật để mà hỏi Phật cái cách làm sao cho quán, cho để cho chỉ cho thầy. Cái trên đường về thầy mệt quá, cái thầy ngồi thầy nghỉ đó. Cái thì trời nắng chang chang thì thầy thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo. Rồi thầy nhìn đằng kia có những cái giọt sương nó động trên lá, rồi do nắng cái nó bốc hơi. À, cái thì thầy ngộ ra một việc rằng cuộc đời này nó giống như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Khi nắng nó lên thì nó bốc hơi nó tan. Thì y chang như chúng ta thôi. Có những cái chúng ta dày công chúng ta làm, nhưng mà chỉ trong chốc lát nó biến thành mây khói. Rồi có những cuộc đời này mình thấy nó vậy đó, nhưng mà thiệt sự nó chẳng qua là bụi ở trước mắt, qua đốm hư không. Ở đây có vị nào mà lái xe đi ha, đi freeway trong những ngày mùa nắng đó, ở trước nó nắng chang chang, nắng gắt á, những bữa nắng gắt thì mình sẽ thấy giống như một cái vũng nước ở trước vậy đó. Nhưng mà khi lái tới gần á thì đâu có vũng nước nào đâu. Có không? Quý vị có từng thì trong nhà Phật gọi cái đó là cái gì? Đức Phật trong kinh Maha Bát Nhã đó, kinh nói về trí tuệ đó, thì Đức Phật có đưa ra 10 cái ví dụ gọi là thập dụ. Thập dụ là gì? Là cuộc đời này tất cả sự việc nó nhanh chóng giống như như là gì? Như bọt nước. Nó tan vỡ, nó mỏng manh như bọt nước. Quý vị bữa nào mà xuống đứng ở dưới mưa, cái mưa nó rớt xuống cái bong bóng bọt nó nổi lên, cái nó bể, bong bọt bể. Đời mình giống vậy. Cuộc đời mình nó mỏng manh như là một cái bọt nước vậy đó. Cái thứ hai là gì? Như một tiếng vang, bang thật. Như một cái điện chớp, cái sẹt. Ở đây quý vị có thấy, ở đây quý vị có nhớ cây chuối không? Đó, quý vị lột cây chuối ra đi. Cây chuối nó làm từng bẹ chuối nha. Nhưng mà hãy lột, 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 lát không có cái ly hết trơn. Cây chuối chẳng qua là từng bẹ chuối mà nó tấp vô thôi. Cuộc đời nó như những cái sự kết hợp, như những bẹ chuối lột ra rồi thì như cây chuối. Cái đó gọi là ba tiêu á. Cho nên nó trong Tây Du Ký, trong phim Tây Du Ký, cái chỗ mà lúc mà thầy trò Tôn Ngộ Không bị rơi vô cái hỏa diệm sơn á, rồi rốt cuộc mà bây giờ mà nếu mà không dẹp, không quạt tắt cái lửa diệm sơn này á thì không thể đến Tây Phương được. Cho nên cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiêu để quạt tắt cái ngọn lửa ở cái núi gọi là quả diệm đó.
Thì cái câu chuyện đó là tượng trưng cho cái gì? Quả diệm á, là mỗi người chúng ta là một cái ngọn, một lò lửa nè. Nếu mà nói về nóng tánh mình nóng không? Nó tôi không có nóng, không có nợ, không nóng sao sống. Bất quá là anh là lửa phực, lửa hừng, lửa chút chút gì chứ người nào cũng phải có lửa hết á. Nhưng mà tại sao mình nóng? Tại vì mình có cái chấp. Mình có cái chấp là mình bắt buộc mọi người phải theo ý mình. Nếu mà không theo ý mình là mình bực à. Chứ còn đúng theo ý mình là mình vui. Như vậy cái giận hờn, cái tức tối nó từ đâu ra? Chẳng qua là mình chấp trước, mình cho mình là giỏi, mình là hay. Thành thử ra mình mà là người ta làm gì cũng đúng ý mình là mình nổi cơn à. Để ý thử coi. Vậy thì muốn dập tắt ngọn lửa đó để tới được Tây Phương thì phải có cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là gì? Là cây chuối. Mà cây chuối là tượng trưng cho vô ngã. Anh lột ra từng bẹ, rốt cuộc anh chả thấy có một cái lỗi nào hết. Khi nào anh chẳng qua mọi việc nó như vậy nó có mặt thôi. Thí dụ ha, quý vị vô đây, quý vị gọi Pháp Hòa là thầy trụ trì. Nhưng mà thiệt sự bây giờ quý vị mà nghĩ là thầy trụ trì là chả có trụ trì gì hết. Nó chẳng qua là có cái chùa nè, có Phật tử nè, có ông tượng Phật, có cái chuông, cái mỏ, có đệ tử, vậy cái mình được làm trụ trì. Giờ thử, giờ chùa không có, đệ tử không có, trụ trì đâu. Chữ trụ trì nó đâu có mặt. Vậy thì người ta gọi mình là trụ trì là chẳng qua mình có lính. Giống như người ta kêu mình hoàng thượng là tại vì mình có thần dân, mình có cung vàng điện ngọc thì gọi mình là hoàng thượng. Chứ thử giờ bỏ đi hết trơn rồi mình vô đó mình hoàng thượng với ai? Không chừng đói quá xuống bếp kêu hoàng hạ nữa. Cho nên chỉ khi nào mình lượm được cái quạt ba tiêu, quạt thì cái ngọn lửa, thí dụ mình nói nóng lên, thôi thì tại vì tôi muốn như thế này nhưng mà người ta muốn cái kiểu kia, thôi kệ đi, cái gì cũng là làm cho mọi người, nghĩ vậy mình cũng là một phần thôi, người kia cũng là một phần, chứ tại sao mình muốn mình toàn phần, mình muốn mình là tất cả. Nghĩ được như vậy cái tự nhiên cái ngọn lửa mình nó bớt từ 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 nó giảm xuống. Đó là quạt ba tiêu đó. Vậy thì cái câu chuyện Tây Du Ký, cái đoạn mà quả diệm sơn mà lấy quạt ba tiêu quạt ở trên Tây Thiên mới thỉnh cái bộ Thập Bát La Hán đó, trong đó có một ông La Hán gọi là Ba Tiêu La Hán, là vị La Hán ngồi trên chiếc lá. Mà thưa đại chúng, La Hán là mặt mày phải bậm trợn nha. Tại sao? Để biểu tượng cho sắc thái của con người. Ba La La Hán là những người ngồi tướng, ngồi nghe không có ngay ngắn rồi mặt mày. Đó là sắc thái và hình tướng của mỗi con người, biểu tượng. Và có một vị La Hán gọi là Ba Tiêu La Hán. La Hán này ông ngồi, ông cầm sô chuỗi kênh vậy nè, ông ngồi trên chiếc lá. Quán, quán nghĩa là chúng ta nhìn. Và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này như một cây chuối. Sở dĩ nó được gọi cây chuối chẳng qua là từng bẻ chuối được kết lại. Nhưng mà lột ra từng bẻ, không có cái gì gọi là cây chuối hết. Chẳng qua là từng bẻ mà thôi, từng bẻ chuối mà thôi. Cho nên là như một cái bóng, như bọt nước, như là cái sạc điện, như một tiếng vang, như là những cái bóng nước chập chờn ở ngoài nắng gắt, như khói mây. Đó, quý vị thấy không, khói nó bốc lên cái mình thấy lằn lằn, nhưng mà chỉ trong tích tắc nó biến thể. Mình thấy một cái đám mây hình này hình kia chạy vô kêu người thân ra coi, chạy ra thì cái mây đó nó biến tướng. Thì cái thầy này á, trong khi thầy ngồi á, thầy thấy khi mà nắng gắt thầy ngồi thầy nghỉ mệt thì thầy thấy những cái bóng là do nắng gắt. Rồi thầy đi hồi thầy tới những cái, thầy đi dừng ở một con suối thì nước nó chảy mạnh thì nó hiện lên những cái bóng, và cái bọt đó nó nổi lên, nó bể, nọt lên nó bể. Ngày chứng đạo, khi mà ông trở về, ông thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trên đường con về tìm đến Ngài để con
nhờ Ngài chỉ cho con cái cách quán chiếu. Và trong khi đi con đã nhìn được những cái hiện tượng này, và con quán như vậy có đúng không? Con quán như vậy có đúng không? Thì Phật mới xác định với thầy tỳ kheo này bằng một bài kệ. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 46: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần tự thần chết. Đó là cái kệ ha. Còn cái văn trường hàng là: hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp huyễn hóa, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân, mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần. Biết thân như bọt nước. Đó, nãy giờ Pháp Hòa nói thì chia sẻ với đại chúng thấy thân này như bọt nước. Quý vị thấy có bao giờ mình giật mình, trời ơi, bữa nay mình ở nước ngoài mấy chục năm rồi hả? Ngày hôm qua là đúng ngày mình ở nước, có những vị ra nước ngoài 46 năm, có những người 30 năm. Pháp Hòa năm nay là 35 năm, hơn nửa đời người ở nước ngoài rồi. Thời gian mình ở Việt Nam có 12 năm chứ nhiêu, còn phần lớn là mình ở ngoài này rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại, mình thấy không, hồi mình mới qua, mình trẻ trung, mình thậm chí ngày hôm qua gặp lại một số mấy anh chị hết hồn. Rồi bây giờ mình nhìn con cháu của mình, đám con của mình, mới ngày nào mình ẩm trong. Ngày hôm qua có chị Phật tử chị gửi cái hình hồi nhỏ đi lên chùa, là một đứa nhỏ rồi quý thầy dạy nó học, mà bây giờ nó 26 tuổi rồi. Bây giờ đang đi làm cô giáo dạy bên Hàn Quốc, 26 tuổi. Biết thân như bọt nước. Quý vị nào mà muốn sống mà cuộc sống của mình nó bình thản, nó bình an, nó nhẹ nhàng, nó bớt hơn thua, nó biết chấp nhận á, đi đám tang nhiều cũng đỡ lắm á. Tại sao biết không? Mình sẽ có cơ hội mình quán chiếu. Trời, ông bạn mình mà tuần rồi nhậu ổng nè. Đó, Pháp Hòa mới bữa nay cúng thất cho một đạo hữu Pháp Hòa biết ở bên Mỹ nè. Ban khuya đi vô washroom té chết luôn trong washroom. Sáng người nhà mới phát hiện. Mà ngày hôm qua là bình thường không có gì hết. Thành thử ra cuộc sống mình nó mong manh lắm. Cái gì mình làm được mình nên làm. Và cái thân này là cái thân hữu hạn. Để chúng nhớ là cái thân này là cái thân hữu hạn. Mà hỏi chừng nào không biết. Nếu biết nó hữu hạn mà không biết nó bao lâu nữa. Thấy không? Đi mua một cái tivi vậy mà còn có giấy bảo quản 2 năm. Còn thân này không có. Bảo hiểm nó bán vậy thôi, chứ nó không có dám bảo đảm là chừng mình có lãnh được cái tiền nữa không. Và thậm chí đi mua bảo hiểm ha, rồi người ta mới hỏi vậy chứ mình muốn để tên ai thừa kế nếu mà lỡ mình có việc gì. Cái mình đem đứa con thứ nhất vô, cái nó nói lỡ thằng này nó chết trước mày làm sao, phải đưa để thứ hai. Thấy không? Đó. Cho nên trong bảo hiểm là phải 2-3 người bảo kê á. Người chánh lỡ, người chánh là sợ mất bất tử rồi có người thừa kế, vậy mà để người thứ hai vô nó không được, nó nói phải có người thứ ba nữa. Tại sao lỡ người thứ hai này, mình theo cái thứ tự mình nghĩ già chết trước trẻ phải không? Không có guarantee. Biết đâu trẻ nó chết trước làm sao? Là sở dĩ và biết là tại vì mấy ngày nay là có mấy Phật tử lên rồi hỏi thăm mà cố vấn chuyện mua bảo hiểm vậy đó mà. Cho nên thưa đại chúng là quán, không phải chuyện thân này không nha, nhiều thứ trên đời này mình quán lắm. Có một cái dĩa thương hết sức, có cái ly thương hết sức, lỡ tay bể mà trời ơi công tình giữ mấy chục năm, đi vượt biên cũng sắp theo đó. Bao nhiêu sóng gió mà vẫn giữ được cái ly vậy mà xoay qua cái nó bể. Từ đó mình mới hiểu một đời ta, 3 đời nó. Tiền tài là vật ngoài thân. Ở Việt Nam có cái chùa nghệ sĩ, ta có để cái câu đó đó. Tiền tài như phấn thổ, tình nghĩa tợ kim ngân. Cái chuyện tiền tài nó giống như là đất, giống như là bụi vậy thôi.
Còn cái tình nghĩa nó quý giá như là vàng bạc vậy đó. Nhưng mà đa số mình vì cái chuyện tạm mà mình mất cái tình nghĩa. Đa số là vậy. Con người sẽ vì tiền mà có thể giết cha giết mẹ, vì tiền mà bỏ anh bỏ em, vì tiền mà không nhìn mặt nhau, đủ thứ hết. Cho nên đa số chúng ta sống chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc. Mà chính như vậy chúng ta mới khổ hoài, khổ mãi. Tu thì vẫn tu, lại Phật vẫn lại Phật, cầu nguyện vẫn cầu nguyện. Nhưng mà tại sao vẫn khổ? Là tại vì chúng ta cứ nắm cái ngọn không, mà chúng ta không chịu nhìn cái gốc. Giống như tưới cây, tưới trên ngọn, trên lá vậy thôi mà biểu nó đừng chết. Chỉ cần nhắm vô gốc mà tưới thôi. Mà cứ nắm lá xịt, nhịn lá sạch là được rồi. Mà quên chuyện là tưới cái gốc. Cho nên á, những cái chuyện mình làm á là ở bên mặt nổi nè. Cái quan trọng là mình phải trở về được bên trong của mình. Mình trở về được với mình. Ví dụ như mình thấy mình muốn mua cái đó. Ai mà không thích, đẹp cũng thích chứ. Phải không? Nhưng mà phải nhìn lại coi mình có khả năng không. Đó, tức là ý nói là Pháp Hòa nói vậy là mình trở về gốc là sao? Trở về với chính mình, nhận diện khả năng của mình để mình ứng xử mọi việc, từ cái đời sống vật chất cho đến cuộc sống hàng ngày. Cho nên các vị hay hỏi thầy ơi, giờ con muốn đi xuất gia, giờ con phải làm gì? Pháp Hòa nói khoan, làm gì đó. Bây giờ có một việc cần làm là hỏi lại chính mình, mình sẵn sàng chưa? Và lý do gì mình đi xuất gia? Mình có lý tưởng không? Mình có ý chí không? Nếu mình có lý tưởng, mình có ý chí thì cái chuyện xuất gia này nó mới có thể thành tựu được. Và nếu mình nói là tại vì con thấy chùa vui, thấy thôi, giờ mới biết. Cho nên mình đừng có thấy như vậy. Thì cuộc đời này á, cái gì quý vị nhớ, cái gì ở bên mặt á, nó vẫn là đẹp hơn đó chứ. Đó, bằng chứng quý vị nhìn cái hoa đi. Hoa gì ở trên mặt nó cũng đẹp hết á, nhưng mà cái gốc hoa dơ lắm, đất sình không à. Nhưng mà chính từ cái đất sình đó đó, nó nuôi dưỡng những cái hoa rất đẹp. Cuộc đời mình cũng không khác đâu. Cuộc đời mình không khác đâu. Sở dĩ ngày nay mình thành tựu được là tại vì những ngày gian khó, những cái lúc mà mình sống cơ cực đó, nó mới xây dựng lên một con người mà mình sống có khả năng, sống có hiểu biết. Hôm rồi đi trên đường với một người Tây. Nói Tây có nghĩa là tại vì giờ ở đây mày sống như người đó sanh đẻ ở đây, không biết cái gì về văn hóa người Việt hết. Thì Phó Hòa mới nói không biết chuyện gì trên xe đó. Rồi cuối cùng Phó Hòa mới nói tôi chỉ cho anh cách quán anh sống nhẹ nhàng hơn. Anh nên nhớ một điều thôi, cho dù anh xây cái nhà bạc triệu anh ở, cái nhà đó anh ở giỏi lắm vài chục năm thôi, còn cái lõm đất dơ dái khỏi cần xây ở suốt kiếp. Lúc mà chôn cái hạ xuống đó rồi là ở luôn đó. Nhà đó nhà vĩnh viễn đó. Còn cái nhà này, nhà thế gian này mình ở tạm thôi. Đó là những cái tư duy, cái quán chiếu. Vì ở tạm cho nên lỡ nhà mình có chật một chút, nghèo hơn nhà kia một chút, không có buồn. Gửi thân tạm mà. Thân này cũng tạm, nhà này ở tạm, có ai lăn hết nhà ngủ đâu. Nhà đà rộng mấy bao nhiêu không biết, giàu bao nhiêu không biết, mà có ai mà ngủ lăn hết cái nhà đi ngủ đâu. Rộng cỡ nào cũng ngủ có nhiêu đó thôi. Giàu có cỡ nào đi nữa cũng nằm nhiêu đó lúc chết thôi. Còn gọn gãy nữa vô học một feet đó. Chiều cao một feet đó. Còn gọn mà cái một feet là hơi rộng đó. Còn rộng nữa là ăn hũ à. Mình thu gom cho thiệt nhiều nhưng mà cuối cùng có ăn hũ à. Những lúc mình tư duy mình quán vậy để chi? Để cuộc đời mình, cái gì mình xả được mình xả, có gì mình tha được mình tha, mình ôm ấp được mình ôm ấp, mình làm được gì mình làm. Hồi nãy thầy Đức Tạng giảng về cái đề tài là đức, phước đức. Thầy có đưa ra 10 cái phương pháp làm sao để mình tạo cái phước. Phước là gì? Những việc gì lành thiện chúng ta làm mà bằng tất cả tấm lòng nó là có phước. Vậy thôi, không có gì hết á. Phước là vậy thôi.
Ví dụ mình nấu cơm cho người ta ăn nè, mà mình nấu bằng tất cả tình thương, niềm vui, nấu như vậy có phước. Mình chở người ta đi chùa mà mình chở vui vẻ, không có bực bội. Kêu chở hoài mà ổng phụ tiền xăng. Giờ đất ơi, mình đi chùa mình đi một mình thì cũng một mình chiếc xe, giờ thêm người nữa mà người ta kéo mình ta đi chùa, mình chở người ta đi chùa mình có phước chứ, hỏi nếu mà người ta trả mình tiền xăng thì là huệ, mình không có được gì hết. Mà có cái mình cái phước là vẫn là tiền, nhưng mà tiền này là tiền không có xài bây giờ. Có một ông chủ tiệm á, chùa hay đặt mua mà chú cứ thỉnh thoảng chú cứ cho, hôm qua mới nói thôi chú lấy vốn đi, chú nói thầy đừng có lo, thầy cho tôi gửi trở đi. Gửi vô cái nhà băng đó đấy. Cho nên á, phước á cũng là tiền, nhưng mà tiền này á nó không hình không tướng. Mà cái gì nó không hình không tướng nó mới mãi mãi, nó mới lâu dài. Còn cái gì có hình có tướng là dễ mất. Cho cuối cùng đại chúng nhớ một câu, cái gì có hình tướng cái đó phải hoại diệt. Và trong kinh Kim Cang Phật có câu nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điển. Đức Phật đưa ra 6 cái ví dụ về cái tất cả các pháp mà có cái sự kết hợp. Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái gì mà do chúng ta xây dựng nó. Thí dụ như cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái thân, vân vân, đều là pháp này có cái sự đóng góp của chúng ta. Cái đó gọi là pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi, như mộng, giống như một giấc chiêm bao. Phải không? Chiêm bao thấy mình là cái gì không biết nữa, mà sáng ra rồi mình vẫn là mình. Như mộng, huyễn. Huyễn là gì? Là tạm có. Có nhưng mà không có lâu, tạm có thôi. Như bào. Như bào là gì? Bọt. Đó, quý vị thấy bọt không? Sống đánh bọt nổi nhưng mà không có gì hết đó. Như mộng, huyễn, bào, ảnh. Ảnh là cái hình bóng. Như lộ. Lộ là gì? Lộ là xương. Giống như những giọt xương trên cái ngọn cỏ thôi, nắng lên là bốc hơi. Như điển. Điển là một cái sẹt. Đó là 6 cái như mà Đức Phật nói tất cả các pháp trên thế gian này, từ thân người cho đến tất cả nhà cửa xe cộ đền đài gì cũng cần biết. Như mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điển, 6 cái đó thường thường người ta gọi là lục như. Lục như là 6 cái như của các pháp. Còn nói theo kinh Bát Nhã là thập dụ. Như hư không, như thủy trung, như là quý vị thấy nước á, một cái vũng nước hen, rồi cái ánh trăng nó dọi xuống, rồi mình tưởng đâu là trăng ở dưới nước, phải không? Mình tưởng đâu trăng nó mọc dưới nước, mình cố mình nhào xuống đó mình chụp trăng, nhưng mà thật sự mình mất công mệt sức chứ đâu làm được gì, trăng đâu dưới nước. Nhưng mà đa số chúng ta tưởng là trăng nằm dưới nước. Thì Đức Phật nói cuộc đời này cũng vậy. Rất nhiều thứ chúng ta nghĩ là mình nắm được nó, nhưng mà không có cái gì mình nắm mãi đâu. Không có cái gì mình nắm mãi. Ngay cả người thương của mình, thương bằng cách nào, vợ chồng cũng không, mình cũng không có nắm người đó được mãi. Mình thương con mình cũng không nắm được mãi. Mình thương cha mẹ mình cũng không nắm được mãi. Cho nên thầy này thầy tu cái pháp quán vô thường. Và khi thầy thấy vậy, thầy trình Phật. Phật nói bài kệ để xác định: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn. Cái thân này nó như ảo thuật vậy đó, người ta làm ra vậy thôi, biến hóa. Tháng rồi thấy cũng còn được lắm, sao tháng này thấy già hơn, năm rồi thấy cũng còn khá tốt, năm nay sao suy sụp, không nói được. Ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma. Ma này là gì? Là tượng trưng cho phiền não. Mình hiểu được rồi là bẻ hết những cái phiền não nó đến với mình. Tại sao? Vì mình thấy thôi, mình giận người ta,
ta, một là ta không biết, hai là người ta biết mà người ta không khe, cái nào mình cũng lộ hết. Vậy rốt cuộc người ta vẫn an nhiên người ta sống, còn mình ôm cục tức, ăn cũng tức, ngồi cũng tức, ngủ cũng tức. Rốt cuộc mình tu không thành Phật mà tu thành tức. Rồi bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt tử thần. Tử thần đây là gì? Tượng trưng cho cái sanh tử khổ đau. Mà mình quán được như vậy rồi, chữ vượt đây không có nghĩa là mình không còn, nhưng mình không khổ. Chữ vượt là mình không khổ với nó. Chứ con người mình vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết chứ, nhưng mình không khổ với nó thì gọi là vượt thoát. Cho nên chữ giải thoát trong nhà Phật á, giải là gì? Là mở. Thoát là gì? Là ra khỏi. Chỉ khi nào mình mở được cái đó, mình mới ra khỏi được cái đó. Mà ai cột mình? Tự mình nè. Tự mình cột, tự mình trói thôi. Cho nên có một vị thiền sư, có một ngày nào ông cầm cái chìa khóa, ông vô phòng xong cái ông quấn cái dây xích, ông khóa lại, cái ông giục cái chìa khóa đi. Ông la lên: trời ơi, có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Đám đệ tử chạy lăng xăng đi kiếm chìa khóa, người thì kiếm búa để mà đập cửa để cho thầy mình ra. Có một chú đệ tử lượm được cái chìa khóa lại đưa cho ông thầy: nè thầy tự mở đi. Ông thầy thấy đệ tử hiểu ý mình á, khá. Ông thầy ông tự ông khóa ông, rồi ông cầu cứu. Người đệ tử á, người tu thiền là người ta coi thử coi đệ tử mình nó lanh lợi, nó hiểu biết về sự việc. Cho nên người đệ tử thay vì lượm được chìa khóa mở, phải không? Chị đệ tử không có mở mà đưa cho thầy, thầy tự mở. Hiểu ý không? Như vậy thì chúng ta là người tự khóa thì chúng ta phải là người tự mở. Người mình giận người ta, rồi thí dụ như người ta xin lỗi, người ta có thành thật hay không hay là không thành thật, nhưng mà xin lỗi người ta cũng xin rồi, mình không tha thì đó là lỗi của mình, là mình khổ nữa. Như nãy Pháp Hòa nói, có khi người ta biết nhưng mà ta vẫn dưng, ta không khe, ta không quan tâm, rồi mình khổ tiếp. Người vô tình người ta không biết mà mình cứ giận hoài thì mình cũng khổ luôn. Cho nên rốt cuộc mình lỗ lạ. Một ngày có 24 tiếng mà giận hết 25 tiếng rồi. Đời thì không biết nghe sống được bao lâu mà sống ngày nào cũng giận hết. Cho nên từ lúc mà sống cho tới lúc chết giận suốt, khổ lắm. Cho nên á, hồi nãy quý vị nghe bài hát không? Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Mà không phải chỉ vậy không, không phải ngồi đâu thở đó rồi, dĩ nhiên ngồi đâu thở đó rồi, không thở chết sao. Nhưng mà bất cứ việc gì mình làm, lặt rau thở và cười, làm bếp thở và cười, rửa chén thở và cười, chờ bus thở và cười, đèn đỏ thở và cười, đèn xanh thở và cười, ta có một ngày vui. Thật sự ra những việc chúng ta làm mỗi ngày đều cứ đi theo thế mà làm. Chúng ta bằng lòng, nhẹ nhàng, chúng ta an lạc. Chúng ta bực bội, chúng ta khổ đau. Mình ví dụ nếu trời sáng nào tôi cũng phải đi làm hết trơn á, mà cứ nói vậy miết, cái tự nhiên ngày nào mình cũng tưới vô mình một cái chất phải đi làm. Sao mình không nói vậy nè: bữa nay tôi được đi làm, thứ nhất tôi có sức khỏe, có điều kiện, thứ hai người ta còn cần tôi. Trong khi đó giờ mất việc quá trời, mình còn được việc, tại sao mình không nói mình được đi làm? Nó có một cái chữ nó đổi thái thôi là cái feeling của mình nó khác liền, cái cảm nhận mình nó khác liền. Thay vì mình nói phải, giờ mình nói nên. Dạy con cũng vậy nha. Đừng nói con phải lau nhà, con phải hút bụi, nó nghe một đống phải luôn. Cái nó nói vậy thôi con phải đi. Con lát con giúp mẹ lau nhà nha. Nếu mà con làm, con nên làm cái này nè, nó sẽ tốt hơn con làm cái kia. Ồ, nó thấy cái cách của mình cái cách mình nói người ta nghe nó cũng nhẹ nhàng nữa. Thành thử ra mình muốn nhờ người ta là người ta làm chết mồ luôn, nhưng mà cái cách nói của mình đó, cái cách nói của mình, thành thử tất cả cái đó là gì? Là cuộc sống hàng ngày. Cuộc đó là cuộc sống hàng ngày, mà quan trọng là chúng ta có tuệ giác, có chánh niệm. Thật ra phước nó từ đâu? Từ những công việc đó.
Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kệ thứ 46 trong Kinh Pháp Cú. Và cái này nó không có cái gì hết bằng một cái quán. Quán thân, quán việc, quán thân, quán cảnh gọi là quán pháp, quán tất cả mọi sự việc. Quán tâm của mình, tâm của mình cũng phải quán nha, nó vô thường dữ lắm à. Hễ mà người nào mà tới với mình niềm nở với mình, ôi cậu nhỏ nó dễ thương lắm. Bữa nào mà mình hết rồi, trời giờ thấy ghê quá. Cái tâm của mình nó thay đổi. Cho nên Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Hễ mình có được cái quán đó là mình có cuộc sống cân bằng. Hễ mà mình giữ được cân bằng tức là mình có giải thoát. Tuy rằng năm nay có thể các cô không được các con về thăm hoặc là đi ăn những bữa ăn, nhất là bên Canada thì có thể chuyện này nó hơi khó. Năm nay thì có thể bên Mỹ dễ dàng hơn. Hiện tại bên Canada thì bệnh dịch đang tiếp tục lan lây, cho nên là phần lớn là đều đang bị đóng cửa. Chẳng hạn như tỉnh Alberta đây, bắt đầu từ thứ 6 vừa rồi là đã đóng cửa thêm 3 tuần nữa. Thì dù là quý vị được gặp các con hay không gặp, thì các vị cũng ghi nhận rằng tâm của các con, tình thương của các con đang hướng về quý vị. So happy Mother's Day. Chúc đại chúng có một ngày lễ mẹ thật bình an. Thưa đại chúng, hôm qua ở Edmonton và ở trên Westlock, chỗ nơi tu viện Tây Thiên, nói chung là mình mưa suốt ngày, mưa từ sáng sớm, mưa cho tới chiều tối, rỉ rả, và trời âm u và mưa. Nhưng mà sáng hôm nay thì trời nắng, trời trong rất là đẹp. Thì có quý Phật tử ở xa gọi thăm. Thì trong buổi nói chuyện thì tình cờ các vị hỏi hôm nay thời tiết bên này như thế nào. Thì Pháp Hòa có nói là hôm qua trời âm u. Thì dứt cái câu chuyện đó thì tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nảy ra hai bài kệ. Nói kệ một hình thức thơ vậy đó. Hôm qua mưa cả ngày, hôm nay trời sáng trong, qua rồi ngày u tối, bình an nhẹ cõi lòng. Hôm qua trời âm u, dày đặc đám mây mù, sáng nay trời trong đẹp, trời xanh mây vân du. Hai bài mới vừa viết khi gác cái phone xuống thì trong đầu nảy ra hai bài thơ ngắn như vậy, thì đọc đại chúng và tặng cho các vị nhân ngày cuối tuần. Thưa đại chúng, mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú. Hôm nay là câu thứ 47 ở Phẩm Tâm. Xin lỗi, phẩm này là Phẩm Hoa. Theo lịch sử thời Đức Phật á, có một cái việc nó xảy ra, đó là con trai của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị, có khi mình đọc là Mạc Lợi đó, thì hai vị này có một người con trai tên là Tỳ Lưu Ly. Và bà Mạc Lị nguyên là dòng họ Thích Ca, nhưng mà bởi vì bà xuất thân ở nơi thấp hèn, nơi thấp kém, ở bên theo cái sự văn hóa gọi là chia ra 4 giai cấp, thì bà Mạc Lị thuộc giai cấp thấp, nhưng mà bà được vua phải lòng, cho nên rồi cưới bà về làm vợ và sanh được vua Tỳ Lưu Ly. Thì lúc nhỏ đó, thỉnh thoảng bà có dẫn Tỳ Lưu Ly về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm. Thì ông vua, tức là thái tử Tỳ Lưu Ly, thường bị trêu chọc, gọi là làm nhục bằng những cái từ
là như là không có được, không có đi chơi với tỳ lưu ly, không có cho tỳ lưu ly tới chỗ này, tại vì chỗ này là những người sang trọng quý phái, còn tỳ lưu ly là thuộc giai cấp thấp, không có được bước vào đây, vân vân. Thì vua thái tử tỳ lưu ly á, từ nhỏ đã oán ghét dòng họ Thích Ca dữ lắm, và ông có một cái lời thề là khi nào ông lên làm vua đó thì nhất định ông sẽ mang quân sang đánh và tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Thì đúng như lời ông nói, thì khi ông lên làm vua đó thì ba lần ông mang quân sang để mà đánh Ca Tỳ La Vệ. Thì có những lần ông được Đức Phật khuyên can và ông đi về, nhưng mà đến lần thứ ba thì dứt quyết ông không có nghe những cái lời khuyên giải nữa, cho nên ông mang quân sang đánh Ca Tỳ La Vệ, và lần đó ông giết dòng tộc Thích Ca rất là nhiều. Thì trên đường đi về, do những cái ngày chiến, với ngày chiến mệt nhọc, và bây giờ cũng đã chiến thắng rồi, cho nên ông và quân lính dừng chân lại ở một cái dòng nước mà thật sự đã cạn rồi. Thì có một số thì nghĩ rằng thôi mệt rồi thì mình nằm đâu ngủ cũng được, cho nên các vị nằm ở trên những cái thỏi, những cái đồi cao để nghỉ. Nhưng mà riêng vua Tỳ Lưu Ly và một số quân lính khác á, thì nói rằng sao mình không xuống tận ở dưới cái mặt đáy của hồ đó, mình nằm cho nó khỏe, cho nó mát. Thì các vị này kéo xuống đó nằm. Thì trong khi mà đặt lưng xuống thì do quá mệt cho nên các vị ngủ một giấc rất là say, ngủ mà không biết gì luôn. Thì không ngờ cái đêm đó lại có một trận mưa bão kéo tới, thì nước ngập và trôi vua Tỳ Lưu Ly và một số quân lính ở đang ngủ ở dưới cái đáy của cái dòng sông đó. Thì sự kiện này được kể lại cho Đức Phật nghe, và Đức Phật nhân cái sự việc mà lấy cái hình ảnh thôi, Đức Phật lấy cái hình ảnh là vua và những vị quân lính đang ngủ say vùi, và do đó thần chết đó, đến và lôi kéo đi. Tức là đây chúng nhớ là không phải vì cái sự vua Tỳ Lưu Ly chết mà Đức Phật nói bài kệ này, mà Đức Phật chỉ lấy cái hình ảnh vua và các vị đó ngủ say và bị cuốn trôi, thì Đức Phật lấy cái hình ảnh đó để nói cái bài kệ này, để răn nhắc cho chúng ta thôi. Bài kệ như thế này: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ. Đó là câu thứ 47. Thì cái câu này nếu mà đọc theo cái văn trường Hàn là: như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Thì trong cái câu này thì Đức Phật đưa lên một cái hình ảnh là cuộc sống của mình đó, mình thu hái, mình gặt hái được những cái gì ở trong cuộc đời này mà chúng ta gọi, Đức Phật gọi là những cái ngũ dục, những cái gì mà nó đắm chìm mình, thì giống như mình được nhặt những cái hoa, nhưng mà mình bị trôi lăn theo những cái sự góp nhặt đó, rồi mình quên đi những cái việc mà mình cần làm. Thì không một ngày nào đó tử thần trôi tới thì mình không có đỡ kịp. Đã. Người nhặt các loại hoa, đây là hoa gì? Đây là hoa này là tượng trưng cho những cái dục mà nó thuộc về làm cho mình bị đắm chìm, như là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, vân vân. Hay là những cái thứ gì buồn, thương, giận, ghét mỗi ngày. Quý vị có cảm nhận là mỗi ngày mình nhặt những cái hoa đó trong đời không? Sáng ra thì mình vui cũng là một loại hoa, buồn cũng là một cái hoa, mà giận cũng là một cái hoa, bất quá là hoa tươi hay là hoa héo thôi.
thì cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái chính nó bình thường. Tại sao nó bình thường? Vì nó quá vô thường. Lát mình vui đây chút xíu lại buồn, vừa thấy buồn đây lát thì lại vui. Cho nên những chuyện mà vui buồn, giận ghét, thương mến trong cuộc đời này nó rất bình thường. Vì sao nó bình thường? Vì nó luôn luôn biến đổi vô thường. Vì mình hiểu rõ được một cái bản chất của nó, cho nên mình đừng có đắm chìm, mình đừng có để cho mình bị lôi kéo. Thí dụ mình giận ai đó mà mình không quên, mình quên một điều rằng sở dĩ mình giận là tại vì không có đúng ý mình thì mình giận. Và mình biết rằng con người ai không có những lúc sơ sót lỗi lầm, cho nên thôi họ lỡ làm gì sai, giận họ nói lúc đó thôi, đừng có để cho cái giận này nó lôi mình đi nữa, nhất là những người thân thương của mình. Mình giận cái người thân thương của mình mà mình quên rằng cái vô thường nó có thể đến với mình hay là đến với người đó. Rồi lỡ mà thí dụ tử thần nó đến với người đó thì mình lại cảm thấy rằng mình chưa có cơ hội để nói lên một lời tha thứ cho người đó. Còn nếu như mà vô thường cái khổ, cái tử thần nó đến với mình thì mình lại mất đi cái cơ hội sanh về cõi lành bởi những cái giận, cái tức nó lôi mình. Cho nên cái gì nó có thể sinh khởi không sao, vì mình ở trong đời, mình còn là con người, chuyện nó rất bình thường. Nhưng khi nó đến với mình thì mình luôn luôn quán chiếu đây là cái tâm hành bất thiện, đừng để cho nó sanh. Còn nếu mà cái tâm hành thiện, tâm hành mà nó thiện nó khởi lên, thí dụ như là thương, là quý, là tha thứ gì đó, cũng là một tâm hành. Nhưng mà tâm hành nó khởi lên, mình ghi nhận và mình biết rằng dù là cái tâm hành thiện hay bất thiện gì, nó cũng là cái biến đổi vô thường. Tại vì mình chưa làm chủ được cái tâm mình trọn vẹn. Cho nên không để cho đắm chìm bởi những cái buồn thương giận ghét mỗi ngày. Mình là con người, chẳng hạn như mình ăn thì ngày nào khổ nổi ăn thì muốn thay đổi cái mới. Hôm nay ăn canh chua, ngày mai ăn canh cải. Không ít khi nào mình thích một món mà cứ lặp đi lặp lại. Nhưng khổ thay, đã đổi vị nhưng mà mình lại muốn cái vị nó phải khác. Thí dụ mình ăn canh chua thì canh chua thì chua, nhưng mà hễ mà ăn chua nói sao này nó lạt quá, này nó chua quá, mà mình không ghi nhận nó là canh chua, bất quá nó không chua như cái mong cầu của mình, chứ nó chua với cái người nấu. Nhưng mà dù cái gì đi nữa thì rõ ràng mình biết rằng đây là món canh chua thì cái vị nó phải là như vậy, bất quá là nó lạt hơn chút, chua hơn chút, hay mặn hay ngọt gì đó theo cái cách của mình thôi. Thì có nhiều người ta thích nấu canh chua mà có cái vị ngọt, nhưng mà mình ăn được cái mình nói nấu canh chua gì ngọt ngay. Thành thử ra mình biết rằng chính bản thân mình cũng muốn thay đổi mỗi ngày, mà mỗi khi cái việc gì nó đổi thay thì chúng ta lại không bằng lòng. Và chính cái không bằng lòng đó rồi chúng ta lại kéo những cái khác tới để chúng ta so sánh, để rồi chi, để chúng ta đắm chìm bị lôi kéo trong cái đó. Mà rốt cuộc rồi mình để cho một ngày trôi qua bởi vì những cái chuyện đâu đâu nó không có đáng gì hết trơn. Mà nhìn lại thì thấy thiệt mình phí uổng một ngày. Những cái tức buồn giận ghét đó. Thí dụ như bây giờ đang ở trong cái thời gian dịch bệnh đó. Mà bây giờ mình chưa biết, mình cứ hy vọng thôi. Cứ nói chắc tháng 3 khỏe đỡ, rồi cái tới tháng 4 đỡ, mà rốt cuộc bữa nay tới tháng 5 mà cũng đỡ vậy mà giờ. Cái đỡ này phải 2-3 người đỡ. Tại sao? Mình là công nhân đi làm thì công việc nó ít thì cũng ít lương. Mình là một người mở tiệm thì vắng khách thì mình cũng sẽ thiếu cái thu nhập. Cho nên mình phải biết cái việc lớn trong cuộc đời mình hiện nay là, nếu nói gì cái mặt hiện tại là gì, là cái sự chi thu của mình mỗi ngày làm sao để mình quân bình được cuộc sống. Còn nói về cuộc lớn cho bản thân mình làm sao mình quân bình được cái tâm của mình giữa cuộc đời quá nhiều những cái biến động. Quá nhiều biến động. Mà quý vị để ý, không có năm nào mà không có những sự việc xảy ra. Rồi chúng ta cứ rần rần chạy theo những cái tin tức,
những cái cuốn lôi đó. Cái đó không có gì sai, nhưng mà cũng phải có một giây phút nào đó chúng ta tạm dừng để chúng ta trở về, chúng ta lo chăm sóc cái vườn tâm của mình. Ví dụ như mình ra ngoài sân mình làm vườn, nhổ cỏ, tưới hoa vân vân, được chứ. Nhưng đừng quên cũng phải lo dọn dẹp ở trong nhà, cũng phải lo tươm tất ở trong nhà. Có nhiều khi cứ lo ngoài vườn không mà quên trong nhà, thật sự ra ai đi ngang, hàng xóm đi ngang thấy cái vườn rất đẹp, nhưng mà trong nhà thì quá ư là bê bối. Thì mình cũng vậy, nhiều khi mình lo trau chuốt cái bên ngoài, nhưng mà mình quên trở về để mình chăm sóc cái bên trong. Mà cái bên trong mới là cái bản chất của mình. Thành thử khi sự việc nó xảy đến rồi, mình tung ra liền cho người ta thấy, ôi chà, chú này, cô này, thầy kia, cô còn sân si, còn phiền não. Tại vì sao? Tại hàng ngày ít có chăm sóc nội tâm. Mà khi sự việc nó xảy đến, bất giác nó xảy đến, thì lập tức cái nội tâm đó, cái bên trong đó nó ra, nó phản ứng liền. Thì chính cái phản ứng đó người ta thể hiện được cái chất sống của mình. À, cũng giống như người không có tiền, tự người ta biết ta không có tiền, cho nên khi đến cái chỗ nào người ta cũng e dè mua sắm. Còn người mà mình thấy họ mua sao mạnh tay quá. Tại sao? Tại vì họ bên trong họ biết họ có khả năng mua. Thì cái người mình, hoặc là cái người mà người ta, cái gì mà người ta biết, người ta giỏi đó, tự nhiên đến lúc nào đó người ta thể hiện điều đó. Đó là một ví dụ cũng như trong tâm của mình. Nếu mình mà có nội tâm vững chắc, có cái nhìn trong sáng sự việc, thì ít khi nào mình vội vàng phán xét, phản ứng cái việc gì, mà chúng ta luôn luôn để cái tầm nhìn của mình cho nó rộng, cho nó xa, cho nó bao quát, để chúng ta giảm đi cái lỗi lầm mà chúng ta chưa biết mà chúng ta vội nói, chưa rành mà chúng ta đã kết án vân vân. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ nhặt hoa tức là mỗi ngày chúng ta đều có những cái việc chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải đối diện. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng cái nào là cái quan trọng, chứ còn cái chuyện đâu phải nói vậy rồi chúng ta buông xuôi. Không phải, mỗi ngày chúng ta đều có những công việc phải làm, nhưng nhớ cái nào rồi nó cũng đều là những cái biến đổi vô thường. Cái quan trọng là chúng ta đừng để cái tử thần nó cuốn trôi mình. Tử thần cuốn trôi đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những cái phiền não, khổ đau vô. Nếu nói về cái chết thì thật sự hễ ập cái chết mình ập đến cái trở tay không kịp. Lúc đó mình ôm một khối khổ đau phiền não để đi trong cái cõi luân hồi sanh tử khổ đau. Còn nếu như mà mình ôm được cái nhẹ nhàng, cái thánh thoát, mình vẫn luân hồi sanh tử nhưng nhẹ nhàng hơn. Cũng giống như tới giờ lên phi trường thì tất cả mọi người đều phải ra phi trường, lên máy bay hết. Nhưng người hành lý nặng nề thì cực nhọc hơn. Người hành lý mà gọn gàng thì sao? Dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Thế thôi. Thì chúng ta đều là những người lữ khách cuối cùng phải ra đi. Nhưng mình phải biết trang bị cho mình những gì ở trong cái hành trang đó để nó gọn, nhẹ. Mà không, bây giờ mà đi là mà xin lỗi mình nói đơn giản, ở đâu giờ cũng có đồ đạc để mình mua sắm hết. Mà bây giờ mình nghĩ mình sợ chỗ đó không có, mình xách nào là xà bông, kem đánh răng, đủ thứ hết, được chứ có sao, nhưng mà nó nặng. Còn mình cầm gọn gàng, mình có tiền túi cái thôi, đi tới đâu lo cũng được. Thì cái tiền nó là gì? Giống như phước của mình thôi. Hành trang của mình là gì? Khi mình đi du lịch, đi đâu thì mình luôn luôn là mình suy nghĩ coi cái gì mình sẽ cần để mình chuẩn bị mình mang theo. Chứ không có ai bao giờ mà đi du lịch mà cầm theo những cái gì mình không cần thiết. Thì cũng những lúc như vậy để giúp cho mình quán chiếu. Rồi đây mình sẽ có một cuộc đi, mình sẽ có một cái cuộc travel, mình sẽ có một cái chuyến đi. Nhưng mình phải chuẩn bị gì cho chuyến đi này? Mỗi lần Pháp Hòa mà phát hành lý mà đi Phật sự, mỗi lần mà mình phát cái mình nói kỳ này mình đi giảng chỗ này, cái gì mình sẽ cần. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là bỏ một giỏ cái passport nha. Kể đến là tài liệu mình muốn giảng nha, máy thâu rồi ha. Rồi coi mình có đơn giản là mấy bộ đồ, cái khăn cái gì đó.
thì cái hành lý rất là gọn, mà nhưng mà mình luôn luôn mình ý thức mình đi giảng nơi nào thì mình cần phải mang những gì. Và những lúc như vậy Pháp Hòa hay suy nghĩ, những lúc đang phát đồ vậy Pháp Hòa suy nghĩ, cái này nó cũng giống như mình sắp sửa mình đi một cái cuộc đời, mình sẽ có một ngày mình đi, vậy thì mình phải hỏi mình coi cái gì mình cần mang theo và cái gì mình cần để lại. Thì cái sự sống chết của mình cũng vậy, mình hỏi mình coi mai mốt mình chết đi, cái gì mình cần mang theo cho cuộc đời mình, còn cái gì mình cần để lại, thì cái gì thật cần thì mình mang. Cũng như thế, cái gì mà nó nhẹ nhàng cho tâm tư mình thì mình nên giữ, còn cái gì mà mình thấy nó u trễ cho đời mình quá thì mình phải buông đi, còn không thì mình bị cuốn phăng. Tại vì ai trong chúng ta cũng có những giấc ngủ mà mình chưa chắc ngày mai mình có thể mở mắt lại được. Chẳng hạn như Pháp Hòa là có cái bệnh hội chứng là có thể nín thở trong giấc ngủ, tiếng Mỹ gọi là sleep apnea. Thì một tiếng đồng hồ mình ngủ mình có thể ngưng thở 60 lần. Thì ai mà bị mắc cái bệnh này thì có thể chết bất cứ lúc nào trong khi mình ngủ. Vì mình thở không được là mình ngủ, mình chết thôi. Nằm xuống thì cái khí quản nó không có thở được, thì mình thở bằng miệng. Và nếu mình không có bị chết trong giấc ngủ thì mình sẽ bị một cái chứng có thể là gì? Bị tai biến. Cho cái bệnh đó tuy rằng nó không có đau đớn, nó không có hành hạ gì mình, nhưng mà nó cũng là một cái bệnh nguy hiểm, chết bất cứ lúc nào. Đó. Cho nên thí dụ như mình suy nghĩ vậy đi, rồi lỡ mình chết trong giấc ngủ đây rồi làm sao? Cho nên cuộc sống của mình phải có những cái tư duy. Tư duy để làm gì? Không phải để làm cho cuộc sống mình nó u buồn, nó nặng trĩu, nhưng mà để chúng ta có cái chuẩn bị, cái gì mình cần giữ trong cái chuyến đi này, cái gì cần để lại. Ví dụ như mình đi vừa rồi mình mới đi đâu đó, mình mang một cái gì theo rất là nặng, nhưng mình sắp sửa đi qua chỗ khác, chỗ này không cần này nữa, thôi lấy cái đó ra để lại vì nó nặng và nó không cần thiết. Cho nên mỗi lần mà đi Phật sự đâu á, là Pháp Hòa luôn luôn nhớ mình sắp sửa phải đi đâu. Và nhiều khi trong cái chuyến đi đó nó đi 2-3 chỗ, thì mình nếu mình đem càng nhiều thì nó sẽ càng nặng nề, mà mình gọn gãy được thì nó nhẹ. Thậm chí quần áo mình cũng lựa bộ đồ nào mà nó dễ giặt, nó mau khô mà nó mỏng, để chi? Để đừng có quá cái hành lý nó nặng mà xách theo. Đến mức độ là chúng ta luôn luôn lựa những cái áo quần nào mà gọn gãy nhẹ nhàng để chúng ta đi, trừ khi nào chúng ta đến cái nơi đó đang là cái xứ chỗ lạnh thì chúng ta lại đem theo những cái quần áo nào để nó đủ ấm cho chúng ta mặc. Nói tóm lại là chúng ta chuẩn bị một hành trang cho mình, vì mình biết mình sắp sửa đi tới đâu. Cũng như thế, mình đến cuộc đời này và mình cũng mang những theo những cái nghiệp lực, những cái hành trang, mà mình sống với những cái hành trang nghiệp lực mà của quá khứ quá ư là nặng nề rồi. Thì bây giờ đã đến lúc mình quay trở lại, mình nhìn suốt 40 năm qua mình sống với nghiệp lực, mình sống với những cái tập nghiệp của mình, rồi mình thấy mình mệt mỏi không? Mệt mỏi, mà những người xung quanh mình cũng quá mỏi mệt. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị, mình biết cái gì nó quá ư là nặng nề mỏi mệt thì mình phải giảm nó đi. Đó, đó là cái câu mà Đức Phật nói: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Mình cái gì mình cũng phải cần có, nhưng biết rằng cái này có để tạm dùng, nó không phải là cái. Ví dụ như lúc mình giận thì cuộc sống mà tôi vẫn còn thọ thân ngũ uẩn mà, thì trong ngũ uẩn nó có sắc thọ, thọ là cảm thọ, thì đôi lúc tôi thọ giận, thọ buồn, thọ vui, thọ gì đó, nhưng mà hãy khởi lên rồi trong giây phút nào đó, rồi hay là một ngày hai ngày nào đó, thì tôi biết rằng tôi cũng cần buông bỏ, tại vì không thể giữ nó mãi. Đừng đắm chìm với nó. Tại sao? Nếu tử thần mà tới thì giống như cái người ngủ lụt bị trôi đi và không biết mình không có ý thức. Câu thứ 48, cái ý nó cũng tương tự.
người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Có nhiều khi mình muốn cái gì đó mà nó chưa có hài lòng, nó chưa có hả dạ, thì chúng ta cái chết nó đã tới rồi. Không phải là những cái, có nhiều vị thí dụ như có những cái ước nguyện cao xa như là làm những cái công trình gì đó cho đời, nhưng cũng không đủ duyên để làm. Như ở đây chúng ta biết là có một ngôi chùa, thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì là mua miếng đất đó trước khi mình có Trúc Lâm nữa, tức là khoảng năm 94-95 là ngài đã mua miếng đất đó. Rồi năm 95 là ngài làm lễ động thổ, mà lúc đó mình chưa mua được cái miếng đất đang xây cái chùa Trúc Lâm mình bây giờ đây. Làm lễ động thổ rồi mua ngói ở bên Trung Quốc đồ về để chuẩn bị xây một ngôi chùa cả rất lớn, ở lớn nhất ở Minh Tinh. Rồi cuối cùng từ năm 1995 cho tới 2014 hay 16 gì đó, ngày viên tịch. Mà đến cái ngày mà hòa thượng viên tịch, miếng đất vẫn còn nằm đó và cái đống ngói vẫn nằm ở trên cái bãi cỏ đó, chưa làm được. Và người đệ tử thấy cái ý nguyện của thầy mình muốn làm ngôi chùa, cho nên người đệ tử phải thực hiện. Lý do là vì trong suốt 20 năm qua phải đeo đuổi tất cả mọi cái sự kiện, những giấy tờ trục trặc, là bởi vì bản vẽ thì ở tỉnh này mà lại xây ở tỉnh khác, cho nên những cái luật lệ nó không đồng với nhau. Và mất 20 năm trời đổi bản vẽ, thay luật sư, thay kiến trúc sư, đủ thứ hết, việc làm chưa xong. Đó. Thì khi mà cái ước nguyện của mình nó chưa mãn thì mình cũng có thể đã đi rồi, dù cái ước nguyện đó thanh cao. Huống chi là những ước nguyện mà nó chưa có thanh cao, gọi là những cái ước nguyện thấp kém của thế gian, thì nó lại làm cho mình thêm khổ lụy nữa. Đó. Thì cái câu đó, cứ sinh tâm ái trước mà tham luyến mãi không chán, những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Hai cái câu này nó gần gần với nhau vậy. Ở đây là mình, người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Cho nên á, mình vẫn còn tham, nhưng mà mình, cái tham nào mà mình biết rằng mình không thể với được mà mình vẫn đắm chìm với nó, cái đó gọi là nhiễm. Hay là nói cách khác là đã có rồi nhưng mà không buông được vì không muốn có sự thay đổi, cũng là nhiễm. Mà hễ cái gì mà nó dính mắc, nó cột chói mình, thì cái đó nó làm cho mình khó đi, khó buông được, dù bất cứ cái gì. Thí dụ mình thích một cái gì đó mà bữa nay nó lỡ nó mất rồi, phải không? Mà mình cứ khổ lụy, mình cứ đắm nhiễm hoài, thì cái đó là một hình thức trói cột nhiễm ô. Thì chính cái đó nó làm cho mình lẫn quẩn khổ đau. Cho nên cái cội gốc của tất cả mọi cái khổ đau là gì? Chính là cái tham nhiễm đó, chính là cái ái nhiễm đó. Ái là thích. Thí dụ như mình gặp cái đó mình thích, đó bình thường. Thích người này, thích việc kia. Cho nên Đức Phật nói ái bất trọng bất sinh ta bà. Con người mình mà không có những cái ái luyến mà nó nặng nề, nó không có mặt ở đây. Nhưng mà cái ái đó đó, mà hễ mà nó thêm chữ nhiễm là ái nhiễm. Mình thích thôi, mình thương thôi, chuyện bình thường. Nhưng nhớ rằng tất cả đều biến đổi là vô thường. Ví dụ mình ái cái thân nè, mình ái cái thân mình, nhưng mà rồi á, bữa nay sao nhìn lại là bắt đầu mình thấy mình già hơn, mình tóc bạc hơn mọi thứ, thì mình biết rằng cái thân mình nó đã đi đến cái chỗ dị rồi đó. Nó đang dị đó nha, là biến đổi nha. Đến một ngày nào đó nó sẽ diệt, tại vì nó đi theo cái chu kỳ là sanh trụ dị diệt. Thế gian này nhà cửa tất cả nó đi qua bốn cái chu kỳ: sanh là có mặt, trụ là nó dừng lại, nó có mặt ở đó, nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó dị, thấy không? Rồi đến một lúc nào, chữ dị là gì? Là biến đổi, là thay đổi, là khác đi, cho đến lúc nào đó nó diệt. Thí dụ bình hoa này nè,
Thấy không? Mình cắt nó xuống, mình cắm nó đi, mình thấy nó trụ phải không? Ồ, bình hoa vẫn đẹp. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình nhìn kỹ là mỗi ngày nó dị. Hôm nay nó héo cánh bên này, mai nó héo cái lá bên kia, cho đến tuần lễ sau là bắt đầu nó rời rã ra, nó diệt. Nhìn chính bản thân mình là ngày nào mình cũng nhìn kiến, mình không nhận ra cái dị, nhưng mà một lúc nào đó tự nhiên mình cảm nhận rằng nó thật sự nó dị. Mà đôi nó dị đến mức độ mình không thể ngờ luôn. Năm ngoái cũng còn khá lắm chứ. Năm nay là bộ tệ hơn. Đó, sanh trụ dị diệt. Còn thế giới vũ trụ này là thành trụ hoại không. Thành là có mặt, cũng là trụ là stay there. Đó, nó, nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó hoại dần cho đến một lúc nào đó trở thành không. À, con người mình là sanh, già, bệnh, chết. Đó là tứ tướng. Tứ tướng là bốn cái trạng thái, bốn cái tướng mà nó có mặt ở trên mỗi cái hiện tượng. Đó, tình cảm của mình cũng vậy. Tình cảm của mình nó cũng khó sanh trụ dị diệt. Mới gặp là thương đắm đuối là sanh đó. Rồi tạm thời gắn bó gỡ nhau vậy đó. Nhưng mà ở lâu rồi bắt đầu nó dị bớt. Mặc dù không có ly dị cái gì đó, nhưng mà vợ chồng càng già rồi hình như là không có gì để nói nữa. Cả ngày hai ông bà ở trong nhà, mạnh ông thì đọc báo trên computer, mạnh bà thì nói phone hay là Facebook cái gì đó, thấy không? Thành thử ra nó có những cái biến đổi. Lúc trẻ quá trời chuyện để nói luôn, mới đi ăn đi uống đó, về nhà chưa đủ còn nhắn tin nói phone, mà sao già rồi không có chuyện gì để nói. Đó là mình nói theo cái tình cảm, không có phải là xấu, nhưng mà đây mình chỉ để mình thấy rằng cái gì gọi là những cái dị diệt, những cái biến đổi. Đó là hai câu, phải không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Khi cái chết nó đến, vì vậy mà Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả là gì? Đó là người sống chỉ một đêm thôi. Nhất dạ là một đêm thôi. Một đêm là gì? Đức Phật nói cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả là gì? Trả giá. Không có bargain được. Cho tôi ở đây thêm một ngày được không? Không. Không có thể nào được hết. Quá khứ không truy tìm, tương lai thì chưa tới. Chỉ có những giây phút hiện tại mình phải quán chính ở đây. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật nói rất ngắn gọn ở trong kinh Tạng. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiện tại chính là giây phút mầu nhiệm. Mà đôi khi chúng ta sống trong hiện tại, nhưng chúng ta dùng hiện tại để khổ đau với quá khứ và lo lắng tương lai. Rồi cuối cùng tích tắc thì hiện tại thành quá khứ, tích tắc hiện tại thành quá khứ, rồi cái tương lai nó đôn lên, nó thành cái hiện tại. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn sống của với quá khứ, với vị lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mẫn. Mà cái hiện tại mới chính là cái chúng nó đang là. Còn quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Cho nên mình không có khéo thì mình lại để cho những ngày đó trôi đi một cách oan uổng. Vì vậy mà cái bài kệ quán vô thường rất là cần thiết. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Look back deeply and ask yourself, what have you done? This is something we have to write down and place somewhere that we able to see regularly. And when we see this regularly, that bring us a lot of reminding, a lot of better living. Mình viết câu này ra, mình ghi, mình để đâu đó và giúp cho mình rất nhiều trong cái sự sống có tích cực. Ngay cửa mình đi, trước khi ra khỏi cửa phòng, hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Mình ở trong phòng mình sống có thể, mình sống rạng rỡ đó. Nhưng bước ra khỏi phòng thì hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Rồi cái chỗ nào mình đang làm việc, hãy ghi một câu nữa, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mình đâu cần phải ghi hết bài kệ đâu, mình chia nó ra có thể thành một câu rất ngắn.
hoặc là mình để ngay cái bàn học chỗ bên làm việc. Ngày nay sắp qua hay là đã qua, ta đã làm gì? What have you done? Là một tự nhiên thành một công án. Công án là gì? Là một câu hỏi, mà câu hỏi đó có khả năng tỉnh thức mình, là công án. Conan, cái gì mà nó có khả năng nó giật dậy mình thì cái đó là một công án. Cho nên các thiền sư hay gặp đệ tử đang làm gì đó, tưởng đâu là sư phụ mình hỏi mình gì ghê gớm lắm, mà thật sự các ngài tỉnh thức mình đó. Đừng đánh mình. Có nhiều khi mình ăn cơm vậy đó mà mình trôi lăn trong, mình bị cuốn phăng theo quá khứ. Có nhiều người ngồi ăn cơm mà mở cái tivi lên, rồi bao nhiêu câu chuyện vui buồn trong cái tivi nó lôi mình đi. Ngồi ăn cơm mà cầm muỗng cơm đưa lên miệng mà không có biết cái mùi vị của bữa cơm đó, mà cứ chạy theo cái vui buồn trong cái tivi, trong những câu chuyện mà người ta đang diễn đó. Đó là một hình thức cuốn lôi. Đó, nhiều khi mình ngủ, ngủ nha mà cũng để cái phone cái bên đó, giật mình dậy cái bấm lên cái rồi có ai nhắn gì không, không có cái khép lại ngủ tiếp, mà hãy có một cái phải trả lời một cái, hoặc là mình thấy có cái gì đó người ta gửi tôi phải nhắn vô coi một cái. Thật sự không có gì sai hết, nhưng mình tự hỏi lại mình có phải mình đang bị cuốn lôi không, chứ không phải nói vậy nó là tội lỗi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng trong giấc ngủ của mình vẫn bị cuốn lôi. Bây giờ cái phone đó, nó để đủ thứ, mình có thể bỏ đủ thứ trong cái phone của mình. Nào là tiền vô ra trong ngân hàng, nào là những cái email nè, nào là những cái tin nhắn nè, rồi Facebook nè, cái gì nó cũng nằm trong bàn tay mình hết. Nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta bị cuốn. Ok, được, không sao. Nhưng mà thôi, nếu mình ngủ đó, mình tắt cái phone này, mình để đâu cho nó rời khỏi cái giường mình đi, để cho mình có một giấc, một cái giấc ngủ mà gọi là ngon. Chúng ta thường chúc nhau ngủ ngon, nhưng mà hình như mình ngủ không có ngon. Mình ngủ nó không có ngon là tại vì sao? Lâu lâu mình, đó là chưa nói những người mà để cái phone nó, cái chuông nó on nữa nha, ton ton, mà trong chùa thì ton ton để chánh niệm. Bon thời thỉnh tiếng chuông lên là mình ý thức mình chánh niệm. Còn cái này là ton cái móc ra coi, ton cái móc ra coi, mà bất luận chỗ nào. Ngay cả nếu mà mình xin phép sám hối đại chúng, ngay cả các vị xuất gia, nếu mà mình không có chánh niệm đủ đó nha, đang đắp y ngồi trên cái chỗ mà long trọng vậy đó, vậy mà vẫn mở cái phone ra alo giữa bá quan văn võ như vậy, thì mình thấy tự nhiên ngay cả người xuất gia còn bị trôi. Cho nên những nơi nào đó mà nó có cái tính cách quan trọng, mình đang đắp y, mình đang làm cái biểu tượng, làm cái hình ảnh rất đẹp, thì mình đừng có mở cái phone, đừng có bắt phone, đừng có alo gì ở trên những cái chỗ đó. Người ta nhìn vô nó rất là xấu. Hay là mình đang đi trong cái đại chúng vậy đó, thấy cảnh đẹp quá, long trọng quá, cầm phone lên quơ quơ vậy, tự nhiên trời người đời nhìn nó còn xấu, huống chi mình đang đắp cái y, phải không? Ngày xưa mình không có cái này mình đẹp quá đi, tự nhiên giờ mình có cái phone trong túi rồi, mình trở nên một hình ảnh rất xấu. Mà lỡ ở một cái máy phone khác họ chụp một cái, mình đang nhíu mắt sáng mày gì đó để chụp cái hình, lại càng xấu nữa. Mình nhớ là khi mình quơ cái phone mình chụp người khác, chụp một cái cảnh nào đó, thì cũng ở đâu đó có những cái phone người ta sẽ chụp mình. Mà cái phone người tu, người đời thì người ta nhét túi, nhét trong lưng quần gì đó. Mình thì giờ nhét trong cái túi áo, mà mỗi lần mình cần cái phải môi ra vậy, nó xấu dữ lắm. Rồi đó là chưa nói là may những cái quần có túi nữa. Và trong khi như vậy, cho nên không có cái gì sai ở trong cái việc chúng ta có một cái gì đó, nhưng chúng ta phải để ý coi chừng nó cuốn mình đi, mà chính mình cứ hởi hở chút là bị cuốn, mà mình hoàn toàn không biết gì hết, sống nghĩa là rất là không có chánh niệm đó. Thì qua cái câu này, ví dụ mình có được cái phone là một hình thức mình nhặt hoa rồi đó, mình có cái gì mình
không có phải mình có cái phone là sai, vì cái thời đại bây giờ đó là một cái chuyện rất là bình thường mà nó rất là cần thiết trong cuộc sống giao tiếp mà rất là tiện lợi, nhưng mà tùy theo mình sử dụng và tùy lúc nào mình sử dụng. Chứ không thôi thì mình sẽ bị một cái sai là đắm say trong tham nhiễm và sai suốt ngày còn chưa thỏa, vậy mà lên trên cái bàn ngồi chứng minh những cái lễ mà vẫn bị nó lôi, và cái hình ảnh nó không đẹp, nó không đẹp. Ví dụ mình đang đi, đang cung vinh mình một cách rất trang trọng, tự nhiên cái điện thoại nó reo một cái mình lùi lại ghé vô một góc nào đó, giật cái phone ra nghe xong chạy lật đật xen vô cái hàng, nhìn nó không có gì, không có đẹp, nó không có cái hình ảnh, nó không có trang nghiêm. Thì bao nhiêu người ta nhìn vào đó. Cho nên các thầy các cô phải nên để ý cái đó. Khi mình lên làm lễ rồi đừng cầm phone gì theo hết, để cái việc đó. Còn muốn chụp hình chụp ảnh gì người bên ngoài, nghe Phật tử nghe, mấy năm nay mình nghiêm cái chuyện gọi là các vị giới tử tham dự những khóa tu rồi đắp y mà đi kinh hành mà cầm phone lên chụp, không cho. Giới tử thôi mình còn không cho thì các vị tôn đức ở trên cũng không nên làm. Thì đó là hai câu kinh Pháp Cú 47 và 48 xin chia sẻ với đại chúng. Thì đại chúng nhớ là vua Ba Tư Nặc là vua nước Kiều Tất La, Kosala, và kinh thành đó tên là thành Xá Vệ, mà mình thường nghe trong kinh mình hay tụng lắm. Xá Vệ thành kỳ thủ viêm trung, Savatthi, thành Savatthi. Còn nước là nước Kosala, mình hay âm là Kiều Tất La. Thì đó là nơi mà vua Ba Tư Nặc trị vì, và vợ của vua là bà Mạc Lợi, và con của hai vị là vua Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly có một cái mối hận thù với dòng họ Thích Ca. Thì ai là cái người đọc lịch sử Đức Phật đều biết cái câu chuyện này xảy ra cho dòng tộc Thích Ca, vua Tỳ Lưu Ly đã tiêu diệt. Ở đây khi nói tới hai câu pháp cú này thì các vị hay trích cái câu chuyện này ra kể, nhưng mà ở trong cái phần chú giải của các bậc tiền bối đó, thì các ngài nói rằng hai câu này là do cái hình ảnh cái chuyện đó thưa lên Đức Phật, và Đức Phật chỉ lấy cái hình ảnh của một đám người ngủ bị nước cuốn trôi và đưa lên cái ý nghĩa, chứ không phải vì sự việc những câu này có liên quan gì đến Tỳ Lưu Ly, mà nó chỉ là cái hình ảnh. Xin chia sẻ với đại chúng phẩm Hoa câu 47 và 48. Chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Và thưa đại chúng, thì như quý vị biết là như hồi nãy thầy Hội Tạng có thông báo và có chia sẻ ngay phần đầu, thì dù chúng ta không có tập hợp đông, nhưng tất cả những chương trình tụng kinh sinh hoạt của tu viện vẫn y như cũ, như là mình đã thông báo, không có thay đổi, chỉ cái số lượng mình giảm lại bớt thôi. Thì hồi nãy thầy Đức Tạng, thầy Hội Tạng nói cái phần đầu rất là dễ thương, các vị thông cảm và theo dõi những chương trình. Thì chúc đại chúng có một cuối tuần bình an, và một lần nữa xin chúc các bà mẹ một ngày lễ Mother's Day thật là bình an, hạnh phúc, và ghi nhận tất cả tình thương của các con dành cho mình. A Di Đà Phật.